Tối qua 22 tháng 8, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc một người đàn ông bị cây đổ đè tử vong trong cơn mưa lớn. Theo tin ban đầu khoảng 19 giờ ngày 22 tháng 8, một số người dân sống xung quanh đường 21, phường Phước Bình, thành phố Thủ Đức nghe tiếng cây đổ cùng tiếng kêu dữ dội. Chạy tới xem thì thấy một người đàn ông bị đè dưới một thân cây lớn đang trong tình trạng ngừng thở cùng với một xe máy cũng bị đè dưới cây trong tình trạng hư hỏng nặng. Đến hơn 21 giờ thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác. Đại diện công an thành phố Thủ Đức cho biết nạn nhân là nam giới, làm nghề thu tiền cước internet, 56 tuổi, thường trú tại quận Bình Thạnh, tạm trú tại thành phố Thủ Đức. Một nhân chứng kể lại, thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa lớn, nạn nhân đang trú mưa thì cây xanh gần đó bất ngờ bật gốc rồi đổ sập xuống đường và đè vào người này.